Xin chào các quý anh chị, hôm nay tôi giới thiệu với quý anh chị một cái khu biệt thự rất là gần ở Vinhome Smart City. Đó là khu Glassimco anh em ạ. Nó giáp Vinhome Smart City. Đây là các bạn nhìn thấy phía trước mắt các bạn là công viên, là khuôn viên, có vỉa hè, có đường, cơ sở hạ tầng ở đây các bạn có thể về và ở luôn, để hoàn thiện ở luôn được đúng không ạ? Đấy thì phía trước mắt các bạn này là Vinhome Smart City, các bạn thấy không? Nó rất là gần luôn. Vì vậy mà nhất cận thị nhị cận giang là ở khu vực mà chúng ta thấy không, là Vinhome Smart City thì nó khoảng tầm 50 tòa nhé, 50 tòa thì tương ứng khoảng tầm 100.000 dân ở cái khu vực Vinhome Smart City này. Mà trong khi đó khu biệt thự của Vinhome Smart City lại không có, mà cái khu biệt thự ở Glassimco này đang bán với giá rất là rẻ, hơn 100 triệu một mét vuông thôi. Mà trong khi đó phía trước mắt các bạn này, các bạn gõ tôn kin của Vinhome Smart City là đang bán với giá view hồ nhé, là mặt hồ là 70 triệu, là không có mà mua luôn. Thì ở cái khu vực mặt mà view về bên phía chúng ta đang đi này thì khoảng tầm 60 triệu. Thế thì ở những cái khu liền kề này các bạn nhìn thấy không, điện bốt điện đây đúng không, các hệ thống đường xá đấy, có cây, có vỉa hè, mà giá đang rất là rẻ. Bây giờ thời điểm này là cái thời điểm mà bất động sản đang chững lại, thì chúng ta có thể đến đây chúng ta mua lại những cái bất động sản của những người họ không đủ tiền, họ vay ngân hàng, họ cắt lỗ. Thì tôi cũng sẽ cung cấp cho anh em những cái thông tin tốt nhất về những cái căn mà họ cắt lỗ đó. Thế thì anh em nào, quý nhà đầu tư nào mà mong muốn này, thứ nhất về làm văn phòng ở đây cũng rất là đẹp đúng không? Các bạn nhìn không? Rất là nhiều căn hộ mà muốn bán và cho thuê ở đây. Thế thì anh em nào mà quan tâm đến bất động sản ở khu vực phía Tây Hà Nội và An Khánh, Hoài Đức mà cái khu Glassimco, thì vui lòng comment bên dưới để tôi có thể hỗ trợ anh em. Đấy các bạn nhìn không? Hai làn đường ô tô tránh nhau, có vỉa hè 2m, hơn 2m2, cây cối rất là thoáng mát đúng không? Nhà cửa chúng ta chỉ cần xách vali về sửa chữa lại và về ở thôi. Thế thì rất là gần, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng tầm 15 cho đến 18 km anh em nhé. Đấy là Hồ Hoàn Kiếm ấy nhá, rất là gần anh em ạ. Thực sự là nếu các bạn đang ở trung tâm thành phố Hà Nội mà nó ngõ ngách thì chúng ta nên suy nghĩ lại, ở khu vực này nó khoảng tầm hơn chục tỷ thôi, thì chúng ta về đây ở một mình, một căn biệt thự, một căn shop house. Rồi các bạn nhìn thấy không? Đấy, họ chủ đầu tư cũng đang làm những cái trường học, các khuôn viên rất là nhiều, rất là đẹp anh em ạ. Vì vậy hy vọng rằng là được kết nối với tất cả các quý anh chị khắp mọi miền tổ quốc, cũng giống như là trên toàn thế giới, mà tôi đã giúp được cho những cái Việt kiều ở nước ngoài xa quê hương nhưng mà cũng bán tiền gửi về, để tôi đã hỗ trợ mọi người đặt cọc và mua giao dịch rất là thuận lợi. Tôi hy vọng rằng là được kết nối với tất cả các quý anh chị ở trên mọi miền tổ quốc để trao cho các quý anh chị đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.